là tên là Như Ngọc, năm nay mình 8 tuổi và mình xin biểu diễn với các bạn một cái bức tranh này nè. Bức tranh này nhìn rất là đơn giản nhưng mình sẽ vẽ nó bằng tay trái. Có bạn nào từng vẽ bức tranh bằng tay trái hay chưa? Đây là bức tranh mình đã vẽ rồi, mình mới vẽ luôn á. Bây giờ mình vẽ lại cho các bạn coi nha, và đặc biệt là tay trái nha. Bức tranh này có tên là Chú Thỏ và Củ Cà Rốt. Đầu tiên bây giờ mình sẽ vẽ chú thỏ trước đi. Vẽ cái đầu nó trước nè. Rồi, cái đầu nó có cái hai cái lỗ tai nè, hai cái lỗ tai xinh xinh. Ồ, mà trong cái bức tranh này là mình vẽ chú thỏ nó có hai cái chân thôi, còn hai cái chân nó ẩn ở bên kia rồi nha bạn. Thật là đơn giản. Đặc biệt rằng mình không dùng tới cục gom luôn nha, mình vẽ bằng nhất chì, mình không bôi xó luôn. Đường nét mình vẽ một lần là xong. Nhưng mà vẽ bằng tay trái rất là khó vẽ nha mấy bạn. Mấy bạn thử vẽ coi giống như mình không. Nếu giống thì chia sẻ với mình đi nha. Đó, là mình vẽ gần hoàn tất con thỏ rồi nè. Thêm cái đuôi nữa đi. Rồi, xong con thỏ chuyển qua vẽ củ cà rốt rồi. Củ cà rốt có mấy cái lá chích chích ở trên. Đó, thấy mình vẽ chưa? Mình không dùng cục gom luôn. Ôi, mới nói không dùng. Ừ, đúng rồi, không dùng. Tính xóa mà đã hứa là không dùng cho nên không xóa. Rồi, sắp xong rồi đó nha. Xong. Rồi, bây giờ qua phần mình sẽ tô màu nha. Tô màu cho giống bức tranh mình đã vẽ rồi. Con thỏ người ta thường thường ta màu trắng á. Nhưng mà bây giờ mình cho con thỏ này màu hồng đi cho nó đẹp nha. Tại vì tập mình màu trắng đó mà mình vẽ con thỏ màu trắng nữa là không có đẹp đâu. Mình sẽ tô cho nó màu hồng, tô cái đầu nó, cái mình nó. Tô cũng tô bằng tay trái luôn nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, mấy bạn vẽ bằng tay trái thử đi. Nhưng mà đến lớp mấy bạn đừng sử dụng bằng tay trái nha. Cô giáo khẽ tay đó. Hồi lúc mình mới đi học á là mình dùng tay trái. Cô giáo la quá chừng luôn. Mình gán tập tay phải. Bây giờ mình sử dụng được hai tay luôn. Ở nhà thì mình viết, mình làm tất cả bằng tay trái. Mình đi học thì mình dùng tay phải luôn. Tay nào làm cũng đẹp như nhau. Thầy tô cho cái chân nó đi. Chân bên đây nữa nè. Rồi, sắp xong rồi, nhanh chưa? Rồi, con thỏ đã hoàn tất. Xong, tới củ cà rốt. Cà rốt thì nó là màu cam thì đúng rồi. Tô củ cà rốt cho cái thỏ đi. Rồi, chuyển qua cái lá xanh xanh ở trên nữa nè. Rồi, sắp xong rồi, nhanh chưa mấy bạn? Chỉ cần vài phút thôi. Đặc biệt không dùng gom và dùng bằng tay trái nè. Mấy bạn cứ vẽ đi rồi xong rồi chia sẻ với mình nha. Dùng tay trái như mình thử nha. Nhưng mà làm không được thì thôi nha bạn. Đừng cố gắng, tại vì tay trái là cô giáo không có cho sử dụng đâu. Ở nhà mẹ mình cũng la mình hoài. Nhưng mà làm như hình như mình có khiếu tay trái thì phải á nha. Rồi, xong rồi nè. Mấy bạn thấy có đẹp không? Cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Tạm biệt các bạn.